em nghĩ trong đầu em á là mẹ là phải tiều tụy giống như là con cầu vậy đó. À, nhưng mà không ngờ gặp mẹ thì mẹ lại được chào bá. Xin mời. Đẹp quá. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ mời cô ngồi. Chào chị. Dạ mời em ngồi. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rất vui được chào đón hai mẹ con đến đây. Hôm nay hai người đẹp quá. Có thiết kế thời trang hay sao á? Bây giờ cô giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết đi nha. Dạ tôi xin giới thiệu, tôi Nguyễn Thị Ngọ, năm nay tôi 65 tuổi. Tôi ở số nhà 84, đường Cách Mạng 8, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Xin kính chào quý khán giả, chào hai MC tài năng và coi như là vừa tài năng mà lại vừa coi như là dễ thương. Cảm ơn cô. Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Em tên là Lương Nữ Bảo Hiền, quê em ở Bình Dương, năm nay em 31 tuổi. Nghề nghiệp em là kinh doanh mua bán. Em làm con dâu của mẹ được 9 năm ạ. Mình có em bé chưa chị hả? Dạ em có hai cháu. Bé lớn nhất của em là 8 tuổi. Bé nhỏ là được 4 tuổi ạ. Lần đầu tiên cô gặp con dâu mình, cô có ấn tượng gì không? Con trai thì nó không đẹp trai lắm. Nhưng mà cái tuổi nó đang quen á, thì nó đem về mấy cô rồi. Cứ dắt về chào rồi mà. Trong đó thì tôi lại thấy có con bé này. Nhìn vô tôi thấy nó có cái nét là vừa dễ thương, vừa hiền, mà vừa coi như tôi cảm thấy là rất là ngoan. Cái nhìn của mình như vậy á. Cho nên khi mà con tôi nó không quen nữa, cái bao nhiêu đứa tôi cũng không hỏi tới, mà con nhỏ này vắng có mấy ngày thì tôi cảm thấy tôi nhớ quá, khi tôi điện tôi hỏi thằng con tôi, cái thằng con nói thôi không quen nữa. Cái tôi nghe vậy cái tôi cũng buồn lắm, cái tôi xin số điện thoại rồi cái tôi quay tôi hỏi con bé này, cái nó chỉ khóc chứ nó không trả lời. Cái sau cái bắt đầu cái gặp nhau rồi cái mẹ con rồi xúm nhau đi uống nước đồ nói chuyện bát cháo rồi cái sau cái cởi mở tâm tình cái hai đứa nó quen trở lại. Nếu mà không có bà mẹ chồng cái cuộc gặp mặt đó, cuộc gặp mệnh đó thì không có chuyện ngồi đây sau 9 năm ngồi đây đâu ha, có hai đứa cháu nữa. Chị có nhớ cái ấn tượng với mẹ chồng của chị không, lần đầu tiên gặp mặt á? Dạ lúc em và chồng em quen nhau á thì lúc đi chơi á là bạn trai em có kể là mẹ em là một người, mẹ chồng á lúc đó là còn gọi là bác á, là còn là một người giống như là ba thì bệnh nằm tai biến nằm 5-6 năm, một mình mẹ phải nuôi ba anh em ăn học. Lúc đó chồng em thì mới học xong lớp 12 ra là quen với em. Khi đó thì em cứ nghĩ trong đầu em là một người phụ nữ mà chịu thương chịu khó như vậy, là chắc em nghĩ trong đầu em là mẹ là phải tiều tụy giống như là con cầu vậy đó. À, nhưng mà không ngờ gặp mẹ thì mẹ lại ủa chào bá. Rồi mẹ nhìn mẹ cởi mở chứ không có cái gì mà dạng như mẹ vẻ bi quan của một người mà dạng như cực nhọc hết. Mẹ thương, nhìn ánh mắt của mẹ thân thiện mà mẹ cởi mở sởi lởi lắm chị, cho nên em cũng cảm thấy không có run. Gặp mẹ, mẹ cũng sởi lởi, mẹ vui vẻ nên em cũng thấy phần nào là gặp mặt lần đầu tiên không có rung như là trong suy nghĩ của em. Rồi sao về làm dâu thì sao cô? Có đúng như những gì mình dự đoán ban đầu không? Dạ rất đúng. Trong cái quá trình thì về thì nói chung là rất ngoan, có hiếu. Ví dụ như ông xã tôi đau 8 năm, nó nằm một chỗ. Nhưng mà con dâu nó không có biết sợ hay biết gớm gì hết. Thay ông xã nó rồi có lúc nhà cũng có mướn người nuôi, nhưng mà có lúc á thì nó cũng thấy cái tình thương á, nó vô nó chăm sóc ổng. Một điều đó thì cũng ít có người có lắm, nhưng mà con dâu tôi làm được điều hay đó quá. Chị thấy mẹ chồng chị có khác khi mà lần đầu tiên chị gặp không? Tại vì ba mẹ em dạy là ngày đầu tiên về con ráng dậy sớm. Tại vì hồi xưa là nhà em thì em cũng đi học không có làm công việc nhà. Nhưng mà em cũng trước khi về thì em có nói với mẹ là mẹ ơi con về mà con có việc gì mà con không biết á thì mẹ chỉ dạy con, tại vì em cũng không biết nấu ăn. Rồi ngày đầu tiên em về em chỉnh báo thức là 5:30 sáng. 5:30 sáng em dậy ngồi trong ngóc không có ai dậy hết trơn. Tí nữa 7 giờ dậy mẹ ra mẹ nói trời ơi con dậy chi sớm vậy. Rồi em mới nói con dậy con coi mẹ có phụ gì không, con phụ mẹ. Mẹ nói thôi đi lên ngủ đi.
tự nhiên cái về mới ngày đầu tiên về, ngày hôm qua không mệt hay sao mà dậy sớm như vậy. Rồi cái tự nhiên bắt em lên ngủ, không cho em làm gì hết. Rồi biết em cũng không có biết làm gì cho nên cái gì mẹ cũng dành mẹ làm hết. Giày dép trong nhà hay là của con dâu hay gì mẹ cũng không có khệ nệ. Dép chưa kịp dơ là nhiều khi mẹ gom hết dép, mẹ chà, mẹ giặt đồ, ủi đồ được cho con dâu với con trai. Mẹ không, mẹ coi em như là một người con gái vậy, chứ không có, em chưa cảm giác như là mẹ coi em như là con dâu. Cho nên điều đó em cảm thấy là rất là thương mẹ, nhưng mà chưa bao giờ em nói được câu đó với mẹ. Những cái điều gì mẹ con hợp nhau nhiều nhất? Trong cái cuộc sống thì thế nào nó cũng có cái sự gia chạm. Yeah. Nhưng mà giữa con dâu với mẹ chồng mình như mỗi người có một cái coi như nén lại để cho nó có mọi cái là nó êm trong ấm mà êm hết. Cái đó nó cũng là cái hạp. Một... Ví dụ như giờ ăn uống nè, rồi thời trang nè. Chắc thời trang chắc hợp nè. Ăn uống à, chăm em bé rồi đại khái là ngoại giao này kia đó. Rồi mình hợp nhau điều gì nhất? Chắc có lẽ là chịu ăn dọn một chút. Mẹ con em cũng hay đi shopping lắm. Đi shopping chung rồi có khi là mẹ em thì cũng thuộc dạng dễ tính. Em thì buôn bán quần áo cho nên nhiều khi cái nào mà size bự quá về đưa mẹ mẹ cũng mặc, mẹ dễ chịu lắm. Nhiều khi em đi làm về mẹ cứ gặp mặt mẹ cứ kêu đi ngủ đi, đi ngủ đi cho khỏe. Tại vì thấy em ốm yếu quá cứ kêu đi ngủ thì các em nói con không buồn ngủ. Mẹ nói không buồn ngủ, lấy bộ bài ra ngồi đánh bài. Hay mẹ con ngồi đánh bài, có khi kêu thêm mấy người hàng xóm nữa, bốn người đánh vậy đó, cũng vui lắm. Rồi em không có nhường mẹ chồng gì luôn hả? Dạ, vô xong bài là cờ gian bạc lận mà còn ăn gian nhau nữa, không có nhường gì hết. Mẹ nhanh hơn á, lanh mắt hơn mình. Vậy thì không biết hai mẹ con mình có những điểm nào chưa hợp nhau không chị? Chưa hợp nhau á là một mẹ em á thì chiều cháu quá. Em với chồng em thì định hướng dạy con theo cái kiểu mà sợ con hư cho nên không có chiều. Ví dụ như là cái nào mà con ngoan thì con sẽ được thưởng, nếu con hư thì con không được thưởng. Nhưng mà bà nội ngược lại thì khi thấy bé khóc cứ xót ruột, cứ nó muốn cái gì cứ chiều. Thậm chí nhiều khi hư, con hư, chồng em muốn đánh thì nội cứ nói mày muốn đánh đó, mày cứ bước qua sát tao rồi mày hãy đánh đó. Mẹ cứ vậy. Từ đó chuyện nó xảy ra nhiều không? Có bao giờ mà em không em bước qua luôn không? Dạ chưa bao giờ. Lúc còn trẻ thì mình lo làm ăn, mình con cái mình cũng thương nhưng mình không có chăm rẫm được như cháu nội mình giờ. Nên lắm khi mình cũng biết ông bà nói câu là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng mà biết là biết vậy chứ mà nếu mà ba nó mà chỉ thét lên cho thằng nhỏ tiếng là mình đây mình cũng thấy nhói con tim luôn à. Có khi nào con dâu làm cô buồn à? Cô không có nói mà cô khóc một mình không? Khóc thì không có khóc nhưng mà lại bắt tức cười, buồn mà lại bắt tức cười. Tại con dâu nó vụng về quá. Tại vì bữa đó ở nhà đang nấu đồ ăn thì nấu canh, canh chua đó. Thì khi có bạc hà đó, con dâu nó thấy mẹ làm cá cái nọ, lợi nó phụ. Mà bạc hà thì chưa rửa mà cũng chưa tét ra nữa, chưa tước cái ngoài ra. Cô nàng cứ lại sắc nhuyễn ra để nó đóng đó. Rồi bắt đầu cái lợi dòm. Dòm nói ủa trời đất ơi, làm vậy ngồi đây mà mình tước hết cái này rồi hết cả buổi mà để ăn sao. Cái mới kêu thằng sợ con dâu nó buồn, lâu lâu nó làm cho mình giờ vậy nó cũng buồn. Cái kêu thằng trai lại cái nói tại mẹ không biết như cái này mà để cái vỏ đó luôn ngoài ăn ngon hơn. Chị ơi, không biết là ở nhà chị có hay dạng là tuổi thân không ta? Dạ, tuổi thân thì em cảm thấy là chưa bao giờ em tuổi thân luôn. Em cảm thấy là em là một người hạnh phúc và một người có phước khi được làm con dâu của mẹ. Em hạnh phúc nhất là khi em đau bụng đẻ đứa bé đầu tiên á, giống như là em nhỏ con nên em đau bụng quá mà em khó đẻ. Khi đó dưới bệnh viện thì có chồng em và mẹ ruột em. Chồng em mới gọi cho về cho mẹ chồng thì nói là mẹ ơi, giận hiện nó đau bụng quá mà nó chưa đẻ được. Xong mẹ chồng em mới chạy xuống liền, mới đuổi chồng em đi chơi điện tử. Tại vì nói mày chậm chạp quá nên hiện nó lâu đẻ, để tao. Chồng em vừa đi được khoảng 15-20 phút là ở đây em đẻ. Em sanh xong là cảnh tượng đầu tiên khi mà em vừa được cô y tá đẩy ra khỏi phòng sanh á, là mẹ em với mẹ chồng em đứng ngoài cửa chờ em. Mẹ chồng em vừa thấy em vừa được đẩy ra thì mẹ chạy lại mẹ ôm em, mẹ hung em. Mẹ nói là mẹ thương con quá, con giỏi quá. Lúc đó em thấy xúc động lắm. Tại vì em vừa sanh con em cảm thấy là mình đã là người phụ nữ hạnh phúc rồi, mà vừa được mẹ chồng thương nữa.
mẹ chồng lại hôn em luôn. Em lúc em thấy là nói chung là em xúc động, mẹ không cái chuyện đó em chưa giờ kể cho mẹ nghe. Lúc mẹ hôn mày mẹ không thấy em khóc, nhưng mà khi mà vô đẩy vô tới phòng thì em khóc nức nở luôn, tới nỗi cô y tá bảo sao con khóc, con mới sanh sao con khóc dữ vậy, ý là sợ em có chuyện gì á. Ảnh hưởng chắc mẹ không có biết đâu ha ha. Đây không chắc cái đó khúc đó thì không biết. Tại vì tình yêu của thương của mẹ đâu có đông đếm, đâu có tính toán đâu mà biết. Nhưng vấn đề qua câu chuyện này thấy rằng là bất kỳ ai mà vợ mình sinh á thì đầu tiên ông chồng phải đón trước cửa, có thể ôm hôn vợ hoặc là mẹ chồng mẹ ruột đứng ôm cô đó thì chắc chắn là cái hạnh phúc nó sẽ dâng trào. Chứ nhiều người đẩy ra nhìn cười ha ha đẻ rồi hả. Nếu mà hạnh phúc được nối dài với những tình cảm như vậy, những nụ hôn như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ càng hạnh phúc hơn nhiều. Hạnh phúc được nhân đôi đó. Có một cái như thế này, con dâu lúc đó nó còn mỏng hơn bây giờ nữa, có 37 kg à, thành ra là sợ lắm, lo lắm. Nó đang cái thai nghén, nó thích đánh bài chứ thật sự xót ruột lắm. Muốn kêu nó đi ngủ chứ mà hãy la nó thì mình cũng tội. Mà nóng ruột lắm, rồi thấy nó đi sanh, bởi vậy nên thấy nó sanh tròn, mẹ tròn con vuông vậy. Mừng phải nói không có một cái niềm nào mà tả nổi hết trơn á. Con sao con sớt bớt chút xíu cho con dâu. Giá mà nếu sớt được thì tôi cũng sớt rồi. Nói vui thôi, đúng ra là em không phải cố gắng ăn uống sức khỏe chứ, nếu mà mỏng quá mà một người cà bá, một người mỏng lép thì... Chúng ta xem thử xem ông xã của em sẽ nói điều gì nha. Nếu có thể so với lại những cặp vợ chồng khác có thể là bằng họ sống cả đời với nhau. Tại vì 9 năm ở bên nhau là hầu như là ngày nào cũng 24/24. Cảm ơn em rất nhiều. Từ ngày đầu mà em quen biết anh cho đến khi mà làm vợ anh rồi sinh cho anh hai đứa con. Muốn qua chương trình này là con muốn xin lỗi mẹ một số vấn đề. Ví dụ như là con phải đi làm, con không có thể ở bên cạnh mẹ để chăm sóc cho mẹ từng ngày từng giờ được. Con chỉ mong mẹ có sức khỏe để mà cho tụi con phụng dưỡng mẹ tới hết đời, và đợi những đứa cháu mẹ lớn là mẹ còn phải dự đám cưới của nó, rồi mẹ phải nuôi chắc nữa chứ. Bây giờ mẹ nuôi cháu không đâu có được. Đời của tôi 65 tuổi tôi thấy cũng vừa, mà cuộc sống cũng rất là mãn nguyện với ba đứa con. Dù rằng ba nó coi như chỉ có 40 mấy tuổi là đã nằm bệnh rồi, nhưng một tay tôi lo như vậy thì tôi thấy giờ con cái nó ổn định hết rồi, cho nên tôi cũng thấy rất là vui. Hai mẹ chồng nàng dâu này phải nói rất là dễ thương, ai cũng hiểu ai hết. Chỉ có cái là cô con dâu cũng dành một ít thời gian ra để có thể chăm sóc mẹ chồng và cũng nấu một vài bữa cơm ngon cho mẹ chồng ha. Rồi, cảm ơn cô với lại em rất là nhiều đã tham gia chương trình. Trong cuộc đời mà nếu còn kiếp sau mà có làm mẹ chồng nữa, tôi cũng ước có một đứa con dâu là cỡ này được cũng đủ được rồi. Nhưng mà dù muốn vậy á, mẹ nói con như vậy nhưng mẹ vẫn nói là tất nhiên không có cái gì tuyệt đối đó, nhưng mà mẹ mong rằng con ngày hôm nay á hơn ngày hôm qua thôi, nhưng mà sẽ kém ở ngày mai tất cả khác mọi mặt hết rồi. Nhưng mong con nấu cháo ngon ngon hơn chút. Con gái có mong muốn điều gì với mẹ? Nói đi. Dạ, em cũng mong muốn là muốn nói với mẹ là một điều là con sẽ cố gắng phụng dưỡng mẹ và lo lắng cho mẹ đến suốt cuộc đời như là một người mẹ ruột của con. Con cũng muốn nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm. Hình như lời này chưa bao giờ con nói được với mẹ bên ngoài. Rồi, hy vọng sau chương trình sẽ có rất nhiều sự thay đổi để mọi người có thể yêu thương nhau bền chặt hơn nữa. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình, chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ, con cũng có phần quà dành cho cô và chị. Dạ, nước yến đông trùng hạ thảo của thương hiệu Sơn Hy. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình.